My ơi, dậy đi con. Con không dậy đâu. Trời sáng rồi, dậy tập thể dục cho khỏe đi con. Con không dậy đâu. Nhanh dậy mẹ thương. Con không dậy đâu. Vẫn biết tập thể dục là một thói quen rất là tốt và có thể giúp cho quá trình phát triển về thể chất sau này của trẻ. Tuy nhiên, để có thể bắt con em tập thể dục không phải là chuyện dễ một chút xíu nào cả, giống như câu chuyện của mẹ và bé vừa rồi vậy đó. Và chính vì vậy, một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một lớp học rất là dễ thương mà ở đó con trẻ sẽ rất thích được tập thể dục bởi vì những động tác đáng yêu nè, âm nhạc thì sôi động, và đặc biệt hơn nữa đó là các bé sẽ được tập thể dục cùng với mẹ của mình. Xin mời quý vị cùng đi với Diễm Loan nhé. Bây giờ thì Diễm Loan, mẹ và cô bé không có chịu tập thể dục khi nãy đều đang có mặt tại lớp học, và hãy cùng xem giáo viên sẽ hướng dẫn để mẹ và bé cùng tập thể dục với nhau thật vui nhộn như thế nào. Và quý vị, chúng ta cũng có thể xem trên màn hình và cùng tập ngay lập tức với con em mình nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Chào cả lớp. Tập thể dục thì rất tốt cho các bé, nhưng mà thường thì các bé rất là lười tập. Vì thế đến với lớp học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bé và mẹ một bài tập thể dục đơn giản nhưng vui nhộn để các bé có thể tập ở nhà với mẹ. Rồi, bây giờ tay lên cao nào. Hai bàn tay lắc cho cô. Rồi, các con chạy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bước chân trái ngang, tay ngang. Nhịp hai chậm chân trái về, khuỵu gối, hai tay khoanh trước, con nâng cao tay lên. Nhịp ba đổi bên. Nhịp bốn về. Chân trái, co, hai tay vỗ dậm chân ba lần. Một, hai, ba, thực hiện đổi bên. Đi, bốn, năm, sáu. Nhịp 1, hai tay co ngang trước ngực. Nhịp 2, mở hai tay vuông góc. Nhịp 3, hai tay chết góc. Rồi, nhảy cho cô 3 cái. 1, 2, 3. Đổi bên. 1, 2, đổi. 4, 5, 6. Bước chân trái sang ngang, co chân. Hai tay bắt chéo nè. Bây giờ vẫy tay 3 cái nhún. 1, 2, 3. Ba đổi bên. 4, 5, 6. Chậm chân phải về. Hai tay bắt chéo ra trước. Bây giờ nhúng chân hai tay từ dưới đưa lên cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Bước chân trái sang ngang. Hai mũi tay chạm vai. Bây giờ tay sẽ chạm vai 3 nhịp. 1, 2, 3. Quỳ gối bật tay vỗ. 4, 5, 6. Bé và mẹ cùng chạm tay vào nhau. Vỗ 3 nhịp. 1, 2, 3. Lắc hông. 4, 5, 6. Nhịp 1 bước chân trái tay ngang. Nhịp 2 đổi bên. Nhịp 3 tách 2. Tách tay dặm 2 nhịp. 3, tà, 4. Đổi. 5, 6, 7, tà, 8. Hai tay co ngang. Chân chạy gót chạm mông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Và bây giờ ta bắt đầu với nhạc nhé. Thank you.
thể dục ngày hôm nay quả thật rất đơn giản và vui nhộn đúng không ạ? Khi bé tập luyện thì sẽ giúp cho bé có sức khỏe tốt hơn, mẹ và bé thì có nhiều thời gian để chơi đùa cùng với nhau hơn. Và quý vị đừng quên là hãy tập bài tập này hàng ngày cùng với con em của mình nha. Còn bây giờ thì một kỹ năng cuộc sống xin được nói lời chào tạm biệt.